Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại. Đây là video mình quay lần thứ hai. Và quay lần đầu tiên thì cắm mic nhầm lỗ, nó không ghi tiếng. Đây là chiếc Triumph Street Triple RS. Một chiếc xe mình cực kỳ mê. Cực kỳ mê vì cái thiết kế của nó. Và hôm nay thì đã có mấy anh em bên mê xe kết nối cho qua chạy thử. Và chạy thử thấy phê quá nên làm luôn cái video để chia sẻ với các bạn xem chiếc xe này nó có cái gì hay. Thực sự thì khi mình nhảy lên chiếc xe này, cái trải nghiệm rõ ràng nhất của mình là nó lanh, nó nhẹ và nó mượt. Một chiếc xe từ châu Âu mà nhiều bạn sẽ nghĩ rằng ngồi ở xe châu Âu làm sao mà ngon được, làm sao mà mượt được, êm ái được bằng xe Nhật. Không, nhưng chiếc xe này chạy rất là đã. Một chiếc xe nằm trong phân khúc nó hơi nhỡ nhàng, nó hơn 600 mà nó chưa đến 800, ba máy thẳng hàng, thì nó có cái gì hay? Và chúng ta cùng nhau bắt đầu ngày sau intro. Có lẽ thì cái chiếc Triumph Street Triple RS này nó sẽ nằm trong cái list top đầu, top 3 chiếc đầu tiên nổi tiếng nhất của Triumph mà người dân châu Á biết. Thì chắc chắn không thể không kể đến trong đó có Bonneville T100, T120. Và chiếc Triple RS này là chiếc xe thường xuyên xuất hiện trong phim của Hollywood. Nếu bạn để ý phim Hop and Saw này cũng chạy Triple RS này, phim Hitman Bodyguard của Ryan Reynolds này cũng chạy Triple RS. Chiếc xe rất là biểu tượng và Hollywood rất thích dùng. Và hãy cùng nhau trên đây xem nào. Đầu tiên là nói về cái đầu đèn. Cái đầu đèn là cái làm nên thương hiệu của cái dòng Triple của Triumph. Mắt chuồn chuồn, nhìn rất láo, rất chiến. Nhưng mà hôm nay mình trên tay tận nơi thì mình mới thấy rằng là cái đầu đèn thì nó không đi theo ghi đông. Cáu cực anh em ạ. Đấy, đầu đèn phong cách sport, nó không đi theo ghi đông. Nên là ngồi lên cảm giác hơi buồn tí. Mình thì mình thích cái dòng này lắm nhưng mà đầu đèn lại không đi theo ghi đông. Nên là chiều sáng hơi khó chịu. Và đã là một chiếc xe Triumph thì dùng toàn đồ hiệu. Thề toàn đồ hiệu. Phuộc trước, Showa, phanh đĩa đôi với hai cùm 4 piston Brembo. Ở đây chủ xe có độ thêm một cái chống đổ bánh trước này. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là xi nhan bị gắn trên hai cái cánh yếm, trông theo kiểu sport. Ở đây thì cũng đã có chống đổ và đèn trợ sáng. Thực ra thì chiếc xe này còn khá là nguyên zin, chủ xe độ khá là ít. Khá là ít, không nhiều thứ lắm. Chút nữa nói thêm độ sau, hãy nói luôn về cảm giác cái xe này nó điều khiển như thế nào. Cái xe này thì các bạn cứ tưởng tượng như là nếu ở cái tốc độ 5-60 km/h đổ xuống thì nó sẽ rất là hiền, rất dễ nài, giống như những chiếc 300 đến 500 vậy, nó rất là hiền. Nhưng mà từ 6.000 vòng trở lên, khoảng tầm 60 trở ly thì các bạn kéo được bao nhiêu, nó cho các bạn lên được bấy nhiêu. Nó rất mướt và nó phi thẳng một đường luôn. Kéo được lên bao nhiêu thì lên bấy nhiêu. Rất mượt và rất êm, thực sự. Bởi vì cái máy của chiếc xe này 3 xi lanh, nhưng mà cái thứ tự nổ của nó là 1-3-2, lên xuống thứ tự đều. Thế nên rằng nó rất mượt và nó rất êm, mình không ngờ là một chiếc xe châu Âu nó có thể êm ái như thế này. Và vì cái xe này trọng lượng khô chỉ có 166 cân, rất nhẹ. Nếu các bạn đổ thêm dầu nhớt rồi két nước, đổ thêm bình xăng 17,4 lít này thì chắc đã lên khoảng tầm 190. Bây giờ thì mình ngồi thử lên xe nhá, cho các bạn xem thử. Yên xe trông có vẻ cao, tưởng tượng mình nghĩa chân đúng không? Không, yên xe cao nhưng mà nó hẹp và yên rất mềm. Mình là 1m76 và 71 cân. Ngồi lên thì các bạn thấy là trùng chân, chống cả hai gót, nên các bạn 1m6 ngồi xe này tẹt. Và cái ghi đông ấy thì nó hơi chiến một tí, đó. Ngồi sẽ như thế này, nó hơi đổ người về đằng trước một tí tẹo, không đáng kể. Với hai cái gương đặt ở hai bên cuối tay lái, gương theo kiểu là cà phê racer với cả bobber các thứ, rất là hay. Và từ hai cái heo dầu Brembo di chuyển lên, các bạn thấy không, chúng ta có cùm phanh và cùm côn đều là đồ hiệu, có thể đăng chỉnh rất thoải mái. Cùm phanh Mercedes của Brembo, bình dầu rời, thề xe toàn đồ hiệu. Chưa nói với các bạn nữa là cái phuộc đằng sau sẽ là phuộc của Olin. Đấy, vàng, anh em nhìn thấy không? Phuộc của Olin với binh dầu rời. Và nhân tiện là gần phuộc, các bạn nhìn thấy cái gì đâu? Đây là cái cần để chuyển số đấy. Các bạn thấy cái dây điện không? Đấy. Cái dây điện này tức là nó có quick ship. Và chiếc xe này có quick ship một chiều lên. Nếu các bạn hỏi mình là quick ship là gì thì có lẽ các bạn đã sống trong hang khá lâu thì mình nói luôn. Quick ship thì là lên số mà không cần phải bóp côn và không cần phải nhả ga, dành cho các bạn racing boy. Và trong nữa thì mình sẽ nói thêm về các cái chế độ lái chiếc xe này. Ngay cả cùm heo sau cũng là heo Brembo nhưng mà chỉ có một pit thôi, phanh sau thì không dùng mấy.
Và chiếc xe này thì còn khá là zin, và đây là một trong những số ít chiếc xe mình thấy rằng là để cái đuôi chắn bùn này nó rất hợp xe. Bởi vì đầu rất là to, rất là chiến, bình xăng to, đằng trước còn hai heo dầu, hai đĩa. Nên rằng cái đầu nó rất là to rồi, nếu mà cái đuôi nó gọn như thế này, ngắn như thế này mà cắt bớt cái chắn bùn đi thì có lẽ là nhìn nó sẽ hơi lệch, đầu to quá, đuôi bé quá. Nhưng đây là một trong số ít để cái đuôi chắn bùn mà nhìn thấy rất là đẹp, rất là hợp xe. Quên mất chưa nói với các bạn là chiếc xe này chủ xe đang muốn bán, mượn xe để làm review, thế nên là cũng nên quảng cáo cho chủ xe tí. Đó là họ đang muốn bán cái xe này với giá loanh quanh khoảng tầm 330 triệu. Odo 4.000 cây, chưa là 4.000 cây, 3.900. Và những cái đồ đội trên xe nhá, chúng ta sẽ có chống đổ này, đèn trợ sáng của Tool này. À đây, có cái ốp lốc máy. Đầu tiên mình nhìn cái này thì mình nghĩ là sao Triumph lại chơi ốp lốc máy bằng nhựa. Nhưng mà cái này là chắc là nó đồ độ thêm rồi. Nhựa chắc nhựa chịu nhiệt để tránh xước lốc máy. Thì khả năng cái này mà tháo ra thì lốc máy còn mới tinh tươm, ốp máy cả hai bên. Có ốp yên solo. Đấy. Xe này là yên chở hai người, yên sõng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhưng mà chủ xe đã ốp thêm cái miếng này vào, nhìn cho nó thể thao, có lẽ là không chở vợ, không chở người yêu toàn đi đán lẻ. Và theo như cái góc nhìn của mình thì cái chắn bùn này đúng là chỉ để giữ biển số thôi. Nó rất là hẹp và có lẽ người ngồi sau vẫn sẽ dính đủ. Và đằng cái lốp anh em nhìn thấy không? Lốp đằng sau lốp 180/55 Michelin Road 5. Chủ xe lên một cặp Road 5 trước và sau. Và bên này sẽ có một cái bô Akrapovic đùi gà. Với con mắt của mình thì trình độ mình gà lắm, không biết đây là bô xịn hay không, chỉ biết đây là carbon xịn này, không biết đây là bô real hay là bô replica, mình thì không đủ trình. Mình chỉ biết là cái bô này nghe rất là đã. Chủ xe làm cái bộ cổ xoắn on tà la vằn đấy. Kèm với đó là cái bầu hơi. Thế nên là rằng cái xe này nó nổ khá lên mái, trừ khi các bạn nẹt lên cái mức khoảng tầm 5-6.000 vòng một phút thì bắt đầu sẽ thấy nó bá như thế nào. Máy chạy rất êm, rất mượt. Và cái động cơ này, bên này cũng ốp này, dây côn chạy ở dưới này, dị không? Một trong số ít những chiếc xe mà dây côn lại chạy vòng xuống dưới. Đấy, cổ bô, ba máy, két nước khá là to khủng khiếp. Chống đổ bên này đây, hai bên mỗi bên một cái đèn tun. Và vẫn xin nhàn đây, lại có logo Tammy Motorcycle đấy, chắc là chủ xe này hay qua Tammy độ xe. Vậy thì chiếc xe 121 mã lực và 77 nanomet chạy như thế nào? Thì nãy mình cũng nói qua rồi đấy. Nó mượt, nó êm và nó rất lanh, rất nhẹ, rất lanh. Đây, mình cho các bạn xem cái mặt đồng hồ bật lên. Đây là cái đồng hồ điện tử. Và tất cả các nút này, nút bấm điện tử ở đây Odo luôn, 3.948 cây. Mình vừa đi khoảng 2-3 cây ăn gian thêm Odo. Cái đồng hồ này thì nó sẽ tùy chỉnh là màu đen hay màu trắng, tùy theo điều kiện ánh sáng ở bên ngoài. Rất là hay. Với các nút điều khiển ở bên này, các bạn sẽ thấy là chúng ta có nút hazard ở đây này. Tất cả nút điện tử hết. Nút hazard, tắt động cơ, bật động cơ, đề. Nút home, quay về màn hình chính. Bấm nút home thì sao? Để ra cái màn hình này để các bạn cài đặt từ các chế độ lái, setup xe, trip chủng các thứ. Còn bên này thì cái này là nút để bật đèn trợ sáng rồi. Anh chủ anh độ thêm không nói gì. Các bạn sẽ có nút để điều khiển menu joystick 4 hướng, còi, xi nhan, nút chọn chế độ lái, bật tắt đèn pha và passing ở đây. Công tắc gẩy giống như nhiều xe khác. Đó. Đó, như các bạn thấy là mặt đồng hồ vừa chuyển màu trắng. Bởi chiếc xe nhận ra là ngoài trời khá là nắng, chuyển màu trắng nhìn cho nó dễ. Thì ở đây các bạn thấy là các cái đèn báo hiệu từ áp suất dầu, báo ABS, xi nhan, thì dùng các thứ thì có những cái đèn ở hai bên. Còn ở đây các bạn nhìn thấy này, có giờ này, nhiệt độ của máy này, báo xăng, báo trip, km đi được 299 này. Có thời gian tính vòng đua, có cái tốc độ trung bình, vòng tua, km giờ, báo số, rất đầy đủ. Và mình thử bấm thử về home này để cho các bạn xem. Các bạn thể chỉnh là chế độ lái. Đây, có chế độ custom, các bạn tự điều khiển. Chế độ chạy trời mưa, chạy đường phố, chạy sport, thể thao hoặc chạy track. Và các bạn thể vào từng chế độ một. Có thể bật tắt ABS, bật tắt traction control. Đó, có thể điều khiển rất là thoải mái. Map này là kiểu xăng gió các bạn ạ. Đó. Một chiếc xe khá thú vị, nhưng mà mình thấy rằng là nếu anh em chỉ quan tâm đến cái việc chạy sướng nhất, đã nhất thì cứ để sport chạy cho nó sướng. Bởi chiếc xe này ở khoảng tầm 6.000 vòng đổ xuống thì nó khá là hiền. Nó êm ái, nó mượt mà, nó không khác nhiều so với chiếc xe 300, 400, 500. Nó không khác nhiều.
trừ khi các bạn kéo lên khoảng tầm 6.000 vòng đổ ra thì thực sự rất mướt mà nó kéo các bạn ngửa đầu đằng sau luôn, rất đã, và cái tư thế ngồi nó khá là chiến. Đó, một chiếc xe đến từ châu Âu, Street Triple RS, chia tay nhanh như vậy thôi. Thực sự là mình rất khoái cái xe này, nhưng mà không biết bao giờ mới có từng đế tiền để mua. Rồi, trên tay như vậy thôi. Hy vọng các bạn cảm thấy video này thú vị và hữu ích. Nếu thấy hay thì lại một like và subscribe vì nó miễn phí. Và mình sẽ thử kiếm link Facebook của chủ xe để các bạn nếu có thắc mắc gì thì vào hỏi, hoặc là mua cho mình chiếc xe này với giá 330 củ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video khác. Peace.